Em xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Thì hôm nay em mới về một chiếc xe Volvo XC60. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2021 nhá quý anh chị nhá. Và đây là chiếc xe an toàn bậc nhất thế giới. Có ngoại thất là màu xanh và nội thất là màu nâu nhá. Nhìn cực kỳ là đẹp quý anh chị ạ. Với những chiếc xe mà bên em bán ra thì em luôn luôn tự tin cam kết với quý anh chị ở xe không đâm đụng này, không ngập nước, máy móc hộp số vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Bên em sẽ cam kết với quý anh chị ở trên giấy tờ và pháp lý rõ ràng. Thì cùng phân khúc của chiếc Volvo XC60 này thì sẽ có chiếc Audi Q5 và BMW X3 nhé quý anh chị nhé. Mỗi chiếc xe thì đều có những ưu nhược điểm riêng. Riêng nói về dòng Volvo XC60 này, có phần thiết kế nhìn nó cực kỳ là sang trọng và thể thao. Đây là một chiếc xe chạy an toàn bậc nhất thế giới nhé quý anh chị nhé. Đây là bên trong khoang nội thất của chiếc xe, nhìn rất là đẹp quý anh chị ạ. Ghế da la ban nhé quý anh chị nhé. Có chức năng như là sưởi ghế này, có làm mát ghế này, có massage ghế nhá quý anh chị nhá. Ghế thì sẽ được điều chỉnh điện đa hướng đó. Một chiếc xe cực kỳ là đẹp quý anh chị ạ. Hiện tại thì chiếc xe này chạy có đúng hơn 1 vạn km thôi, chạy cực kỳ là ít quý anh chị nhá. Màu xanh này nhìn rất là đẹp quý anh chị ạ. Đó. Và được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Bộ mâm xe thì mâm xe sẽ được trang bị bộ mâm đa chấu, lốp vẫn còn liền đời theo xe nhé quý anh chị nhé. Tuần thứ 41 năm 2020 này. La răng này la răng 19 inch. Nhìn cực kỳ là đẹp quý anh chị ạ. Ở phiên bản này thì sẽ được trang bị như là radar khoảng cách này, hỗ trợ giữ lệch làn và có cảnh báo điểm mù trên gương nhé quý anh chị nhé. Ở thời điểm năm 2021 thì nếu mà quý anh chị mua mới thì sẽ bỏ ra một số tiền rất là lớn, lên tới 2 tỷ 500 triệu. Hiện tại thì bên em đang trả bán với mức giá là 2 tỷ 190 nhá. Tiết kiệm so với xe mới lên tới tận 300 triệu. Cốp của Volvo thì sẽ được chỉnh điện. Đó, bên trong khoang cốp nhìn nó cực kỳ là rộng rãi quý anh chị ạ. Nếu mà quý anh chị đi tham quan hay đi nghỉ mát thì có thể để được 2-3 hành lý cỡ lớn nhá quý anh chị nhá. Đó. Và chủ xe cũng đã nâng cấp lên cái bộ thảm 3D rồi, cùng với tông màu bên trong khoang nội thất của chiếc xe. Nhìn rất là đẹp quý anh chị ạ. Lốp dự phòng vẫn còn nguyên bản hết theo xe nhá quý anh chị nhá. Chưa từng hạ luôn, cực kỳ là mới. Đó. Cảm biến thì xung quanh xe nhá. Xe này thì sẽ được trang bị ở hệ thống cam 360. Đó. Rất là led quý anh chị ạ. Về tổng thể chung thì phần nền sơn mấy phần thân vỏ của chiếc xe còn rất là mới quý anh chị ạ. Quý anh chị có thấy nhỉ? Nhìn gần này, những đường gân guốc trên chiếc xe nhìn cực kỳ là thẳng quý anh chị ạ. Màu xanh này cực kỳ là đẹp. Đây là bên trong khoang hành khách của chiếc xe này nhá. Đó. Ghế da la ban, ngồi cực kỳ là êm ái. Và những đường khâu mũi chỉ trên chiếc xe còn rất là thẳng và rất là tinh tế quý anh chị ạ. Nhìn rất là đẹp. Gương thì sẽ được chỉnh điện gập điện nhé quý anh chị nhé. Có tích hợp xi nhan bao rẽ, có cảnh báo điểm mù trên gương này. Đó. Đây là bên trong khoang cabin của chiếc xe này. Nội thất là màu nâu, nhìn rất là đẹp quý anh chị ạ. Hàng ghế đầu thì sẽ được trang bị nhớ hai vị trí này. Gương tất cả auto một chạm nhé quý anh chị nhé. Và chiếc xe XC60 này thì sẽ được trang bị bộ dàn âm thanh Power & Wiking, một hãng loa nổi tiếng
nghe cực kỳ là hay quý anh chị ạ. Hàng ghế lái thì cũng sẽ được trang bị như là có sưởi ghế này, là mát ghế này, có massage nhá quý anh chị nhá. Ghế thì sẽ được điều chỉnh đa hướng đó. Ghế da còn rất là mới quý anh chị ạ. Hiện tại thì số km của chiếc xe chạy được 1,6 vạn km, tức là 16.000 km nhá quý anh chị nhá. Đây là nút đề lộ của chiếc xe. Quý anh chị có thể vặn sang bên phải thì chiếc xe nó sẽ tự lộ nhá. Đây là nút khởi động cho chiếc xe này. Volvo XC60 thì sẽ được trang bị màn hình giải trí cỡ lớn này. Đó, có chức năng là mát ghế, sưởi ghế, có Bluetooth các thứ nhá quý anh chị nhá. Nhạc nghe rất là hay quý anh chị ạ. Volvo XC60 thì sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Đó. Gương thì sẽ được chống chói nhá. Trên vô lăng thì sẽ được trang bị rất là nhiều chức năng. Có đàm thoại rảnh tay này, có đèn tự động và gạt mưa tự động nhá quý anh chị nhá. Đây là một chiếc xe an toàn bậc nhất thế giới. Đi cực kỳ là thích quý anh chị ạ. Volvo XC60 thì mang trong mình khối động cơ 2.0 turbo tăng áp nhé quý anh chị nhé, cho tới công suất 320 mã lực, cực kỳ là khỏe quý anh chị ạ. Đó, thiết kế phần đầu xe nhìn nó rất là đẹp. Đó, những thanh mạ chrome nhìn nó rất là sáng bóng quý anh chị ạ. Có cam 360 nhé quý anh chị nhé. Đó. Đèn pha của dòng XC60 này sẽ được trang bị bóng đèn pha full LED này. Đó. Có dải định vị LED hình dạng búa to, nhìn cực kỳ là đẹp quý anh chị ạ. Sau đây thì em cũng xin tổng kết lại. Hiện tại thì bên em đang có chiếc Volvo XC60. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2021 nhá quý anh chị nhá. Tình trạng của chiếc xe còn rất là mới. Nếu mà quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ giúp em hotline trước màn hình, hoặc là đến trực tiếp tại showroom của em ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, đến để trải nghiệm chiếc xe hoặc là đến uống nước với em cũng được. Phần cuối video thì em xin quý anh chị muốn like, muốn subscribe, muốn ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.